trên kia đi. Anh Thành đẹp trai quá à? Anh Thành đẹp trai quá à? Anh Thành ơi hả? Anh Thành ơi, anh đẹp trai lắm ạ. À. Biết biết. Anh đẹp trai quá ạ. À. Dạ đẹp trai quá ạ. À. Em vẫn còn nợ em cây cà lem ạ. À. Anh làm sao mà anh cần của em? Anh nợ em cây cà lem ạ. À. Ừ, anh nợ hơn mình nhiều. Ừ, anh nợ em nhiều lắm ạ. Em nhờ anh một buổi đi ăn. Em nợ một buổi ăn thôi. Anh nợ em một cây kem dưa hấu. Còn nữa. Còn gì? Như là trái cây hay sao á? Có. Không buồn hết em. Thấy mọi người thấy không? Nợ không kem nhớ gì cả. Tức không? Mọi người bắt anh Thắng để cho ai nhé? Không, chắc là các bạn không bắt gì. Nhưng mà anh Huyền đã bắt em để. Hỏi trị giá của Chanel của anh ngày hôm nay là bao nhiêu tiền rồi? Em cũng không biết nhưng mà nó xuất ra nè. Hay là xuất ra rồi tiền đưa em được không? Hả? Có xuất rồi, cho em cầm. Chúng ta có một cái dịch vụ trao đổi tại chỗ như vậy luôn. Đồng hồ bao nhiêu tiền vậy ạ? Không, đồng hồ này là kỷ niệm thôi. Anh đeo 3 năm rồi anh chưa thay á. À, chắc chắn là đắt giá lắm đúng không ạ? Không ạ. Nhưng mà em thấy cái này nó hơi xuất xuất hơn là để em cầm giùm chắc. Cảm ơn. Hai người này giống bó mà. Hơi lỡ tay, lỡ tay. Bó hay là để em giữ luôn hả chị? Chị luôn. Dạ, chị cho. Ờ, rất thích rồi anh ơi. Cái này để em về nhà em bảo trì cho anh. Chúng ta có dịch vụ sửa chữa luôn. Mà thời gian bao lâu thì em không đảm bảo. Nhưng mà miễn phí. Rồi, ok, cảm ơn anh. Không may tí. Anh không biết chứ anh thấy máy quay hơi nhiều rồi. À, chắc là nó là một mũi đau. Em không biết nó bằng mấy trái thận đúng mọi người ơi. Dạ, nhưng mà em nghĩ là nếu mà chị muốn biết thì chị book em. Dạ rồi, vậy lên rất là nhiều. Và câu hỏi cuối đó là mọi người hãy chia sẻ một cái kỷ niệm gì đó đáng nhớ đặc biệt trong cái quá trình quay phim, ngoài cái chuyện là chúng ta phải dời lịch vì dịch thì còn cái chuyện gì, kỷ niệm gì đáng nhớ không? À dạ, hồi nãy là chị có khen vai của Mạnh á, thì em có nói là thiệt ra ngay từ đầu á, vai Mạnh em viết là một bạn gay. Dạ, và bạn Mạnh nó sẽ thích Tùng. Nhưng mà trong cái quá trình casting á thì em không có kiếm ra được cái bạn Mạnh như ý em. Có những bạn diễn tốt nhưng mà mặt lại quá lớn. Có những bạn lại quá manly. Bởi vì thiệt ra là nhìn Tùng cũng hơi thụ đúng không mọi người? Cho nên là kiếm một cái bạn mà nó thụ hơn để mà thích Tùng thì rất là khó luôn. Và sau khi cast khoảng 30 mấy bạn Mạnh nó không được thì cuối cùng thì em mới cast thử cast. Thì khi mà em quyết định em chọn kết là em phải đánh đổi một cái chuyện là em phải hy sinh câu chuyện của mình. Mình sẽ phải đổi Mạnh thành một bạn khác và lúc đó em cũng suy nghĩ nhiều lắm bởi vì rất là sợ là câu chuyện nó không có như cái mình tưởng tượng. Nhưng mà sau khi một thời gian bình tĩnh lại thì em nghĩ là không sao, quan trọng là cái không khí của phim và cái tuổi trẻ. Và rõ ràng là trong quá trình quay thì kết đã làm cho em quên mất là hình như Mạnh đã từng là gay, quên mất em thấy đây mới thật sự là Mạnh nè. Có lẽ em đã sai ngay từ đầu. Yeah. Thật ra thì là phim có những cái cảnh khá là khó nói mà tụi em chưa từng thực hiện ở ngoài đời. Nên là đó chính là cái khó khăn lớn nhất giữa em với anh Tùng, vì chính vì là quá thân rồi. Nên là khi mà làm những hành động đó thì lại thấy rất là ngứa. Nên là chị Linh Lan đã giúp tụi em làm sao tụi em có thể thoải mái hơn với lại cơ thể người kia và cơ thể người này. Chị hỏi thêm là như Tùng có nói á, là ngày hôm qua chị cũng nghe Tùng chia sẻ là Tùng nấu ăn rất là nhiều cho Hansara. Thì cảm nhận của Hansara như thế nào? Là chị ơi, nhưng chị lại là mới có một lần thôi ạ. À. Và cái cơm đó là lấy. Ok, em sẽ không nói gì thêm nhưng mà chỉ có một lần thôi. Nhưng mà tụi em ngon thú hẹn nhau rất nhiều là em cũng hay nói là ủi hôm nay em làm món này ngon lắm, trong bữa nào em nấu cho anh thử. Nhưng mà anh cũng kiểu hay nói là ở anh ăn món này anh thấy ngon lắm, bữa nào anh nấu cho em ăn thử rồi. Mà chưa từng nấu cho hẳn mình. Sắp hôm qua em nói anh thành công lắm, em làm tôm xào có tỏi. Xong là em nhắn tin cho anh Tùng liền là chỗ anh ơi em làm ngon lắm, để bữa nào em làm cho anh thử. Cái anh ấy là em đang chuẩn bị làm luôn. Khi nào có cho em sẽ ốc hình xong. Ngon lắm. Um,
qua cái bộ phim này thì chị muốn hỏi là thế có đã từng nói với nhau là đừng làm bạn nữa bao giờ chưa? Tại vì tụi em không phải là bạn mà là anh em với nhau, nên là thực ra tụi em không hay dùng cụm từ bạn nhau lắm. Nhưng mà có, gần đây tụi em có từng unfriend với nhau. Tụi em không làm anh em nữa luôn, gần như là hẹn lại luôn á. Không biết sao thì anh này kết bạn lại nên là không, em cũng nhận. Thế mình có chia sẻ, thể chia sẻ lý do là vì sao lại ăn brand nhau không? Sao là? Sao? Tôi em không? Thật ra thì mọi người nhìn vậy thôi. Nhưng mà vì là tụi em gần gũi nhau nhất trong công ty nên là tụi em cãi nhau nhiều lắm. Suốt ngày cãi nhau ông sầm chẳng qua là mọi người chưa thấy. Nhưng mà đa số là đều sẽ chủ động là hòa với nhau, vì là em biết anh Tùng là một người thân rất là quan trọng đối với em, nên là em không muốn là hai anh em phải giận nhau hay là unfriend nhau lần nữa, nên là mong là sau này sẽ không có chuyện anh và em unfriend nhau anh Tùng ạ. Cảm ơn. Ừ, thế có gì thì lóc thôi đúng không? Okay. Anh Thắng chỉ đặt cho em đúng một cái là viết về chủ đề friend zone, còn lại em muốn đi theo hướng nào thì em tự viết. Và thiệt ra là gọi là đây là một cái dự án mà em không có cảm giác là Sixsense đang là khách hàng của em, bởi vì gần như là em được quyết định hết khi mà em gửi kịch bản, có thời gian feedback, thậm chí là gửi cả file, gần như là ok không nói gì hết. Nó lúc mà em sờ luôn, em chưa gặp khách hàng như vậy hết. Cái tính tự quyết của tụi em trong cái sản phẩm lần này thì nó liên quan tới phần âm nhạc, phần album nhạc phim. Bởi vì với bộ phim lần này thì em đã được giao cho một vai trò là vai trò producer sản xuất album nhạc phim lần này. Nói chung là về mặt phim ảnh, vai diễn thì chị Linh Lan sẽ là người dẫn dắt tụi em. Còn về mang âm nhạc thì là sẽ là bọn em tự làm hết. Cảm ơn Tùng. Anh Tân có muốn hỏi gì nữa không ạ? Dạ, cảm ơn anh. À, xin mời. Vâng. Xin mời Đạt. À, lời đầu tiên thì em rất là thích bộ phim này. Thực ra em thích từ cái lúc mà em xem trailer. Em rất thích cái màu của nó. Thì xem xong tập đầu tiên thì thực sự là em rất thích khâu kịch bản cũng như là tất cả các bạn thân diễn viên, từ chính phủ cho tới khách mời, thì mọi thứ đều rất là tròn trịa. Thì điều đầu tiên em muốn hỏi là chị Linh Lan, là cái tựa đầu tiên của phim là đừng làm bạn nữa hay nó là một cái option cuối cùng của mình? Với câu hỏi của em thì lúc đó team biên kịch có bàn lại và mỗi người phải buộc đưa ra hai cái tên để mà mình có 6 cái, để sau đó mình sẽ đưa qua cho bên anh Thắng chọn. Thì song song với đừng làm bạn nữa có cô nàng nhà bên, rồi friend zone again, chúa tể của friend zone, với lại có một cái tựa là ghép lại thành chữ Saru là she always ring you. Dĩ nhiên thì Hansara Tomaru đã giờ có nhiều câu hỏi rồi, nên em muốn hỏi về ba bạn diễn viên ở đây cũng như là bạn Trần Nhậm. Thì em được biết là khâu casting của mình rất là kỹ lưỡng, thì lý do gì chị đã chọn ba bạn này cũng như là bạn Trần Nhậm vào cái bộ phim và những cái nhân vật này? Đối với lại Mạnh thì hồi nãy mình có trả lời rồi ha. Về vai Nhậm á, là vai Phúc là một cái vai thật sự rất là khó cast, tại vì yêu cầu là phải cao hơn Tùng. Rồi phải có một, và mình nghĩ là cái vai đó hợp với giọng Hà Nội. Và có những bạn thì có cái ngoại hình rất là ok nhưng mà cái thoại nó không tốt, và vai Phúc là gần như là cái vai cuối cùng mới tìm ra luôn. Ở Nhậm thì Nhậm có một cái mà mình thích, đó là cái giọng nói của Nhậm. Người ta tin đây là một chàng trai rất là đưa đẩy. Bởi vì khi mà cái vai Phúc xuất hiện đầu tiên thì rõ ràng là mọi người đã nghe cái voice của bạn nó trước khi thấy hình của bạn, nên là cái voice của bạn phải thật sự ấn tượng. Thì Nhậm làm được một cái điều đó, và quan trọng là Nhậm rất là nghiêm túc. Là trong cái quá trình mà casting á, là mình sẽ bắt Nhậm vai diễn rất là nhiều cung bậc, tức là lúc thì good boy, lúc thì bad boy,
và cái mà mình muốn là cái ở giữa đó, đó thì Nhậm đã làm được. Còn với Ban Nhã Tâm Thanh thì có rất nhiều bạn tốt, nhưng mà khi mà mình chọn một cái dàn cast thì mình phải chọn ngang ngang nhau kể cả về ngoại hình lẫn tuổi tác, và mình cũng không thích là mọi người coi thì chắc cũng sẽ đoán là sau này Tâm Thanh thì sẽ là một cái bà ác, và mình không thích là một cái bạn xấu á, là cái mặt nó ác rồi tự nhiên kẻ eyeliner rồi đánh son đỏ là không thích. Vẫn thích một cái bạn mà nhìn có vẻ rất là hiền, nó ác là nó phải từ bên trong ra. Còn với bạn nấu khoai hồng á thì khoai hồng là gần như là đến khúc cuối thì cái vai trò nó rõ ràng, còn khúc đầu thì chưa, cho nên là mình muốn là một cái bạn phải thật sự diễn được đa dạng. Tại vì khi mà bạn đứng trong một cái đám đông, bạn diễn với tập thể mà bạn vẫn có thể nổi bật được, bạn vẫn thể hiện được, thì vai hồng là bạn đã phải cast những cái phân loại của tất cả những vai khác luôn, để biết là bạn diễn xuất đa dạng thì bạn sẽ đóng được vai hồng. Bởi vì cái bản chất vai đó đã nhạt rồi, nếu mà diễn viên diễn cũng nhạt nữa thì không có gì để coi hết. Một câu hỏi dành cho Hanh Sarah là ngay trong tập 1 là mọi người đã nhìn thấy là em có rất là nhiều chàng trai ở bộ cũ rồi tương lai, như các anh của Unify nè, của Jason nè. Thế thì câu hỏi đặt ra cho em đó là ai gần với là cái hình mẫu của em nhiều nhất ở ngoài đời? Trả lời sao cho không bị unfriend hết. Bây giờ trả lời thật thì mất lòng, mà trả lời thật ạ. Thật ra trong tất cả các anh trong đấy thì là Mạnh là gu của em. Thôi mà thật sự là ra thích một người có tính cách năng động như là Kurt. Không, xin lỗi các anh, xin lỗi. Nhưng mà nếu mà nói về tính cách mà em nghĩ là gu của em thì là tính cách Mạnh. Tính cách Mạnh nha, chứ em không nói là Mạnh. Nói thật là tính cách. Câu hỏi cuối cùng dành cho Tùng Maru là ở ngoài đời thì em khá là hoạt ngôn mà năng động đó, nhưng trong nhân vật của em, nhân vật cùng trong phim á thì nó hơi phù hợp, nó rất là hiền, đúng kiểu mọt sách á, thì em tiết chế được cái nguồn năng lượng của mình như thế nào với cái tính cách của ngoài đời với trong phim, nó hơi có sự khác biệt đó. Và cái sự tiết chế đó là từ chị đạo diễn Lan, từ bản thân em, hay là em sẽ học diễn xuất ở đâu đó rồi? Dạ thật ra là với vai diễn lần này thì chị Linh Lan có một gợi ý cho em là lúc nào thì nhìn mặt em cũng hơi bóng bóng một tí. Nhưng mà thật ra là lúc nãy mọi người xem phim thì mọi người thấy cái khuôn mặt đó của em, đó là khuôn mặt thiếu ngủ của mọi người ạ. Đó là tại vì đây là tập 1, nhưng mà những cảnh quay này là được quay vào ngày thứ 5, thứ 4, thứ 5 gì đó khi mà bọn em đi quay phim. Và lúc đó thì em là một người rất là hay mất ngủ, thì thành ra là có những ngày mà em không ngủ luôn để mà em lên quay cả một ngày luôn. Đó là chị Linh Lan bảo sao? Nhổ mắt cho tôi, mắt nó mở không lên. Đúng rồi, tại vì về căn bản thì mắt em đã hiếp hơn mọi người, mà khi mà em mất ngủ mà em đi quay, mắt em nó còn hiếp hơn nữa. Đó là em lúc nào em quay em cũng phải trong tình trạng là em có banh mắt em to nhất có thể, để khi mà thường thì khi mà diễn xong em sẽ cố gắng em chạy ra monitor em để coi lại là cái set đó có thấy con mắt của em hay không. Thì vô tình thì cái sự mất ngủ đó nó cũng làm cho cái khuôn mặt em trên khung hình nó cũng cũng bóng bóng một tí. Cái này để mình bổ sung chút xíu, tức là đây là một dự án web drama, nhưng mà ngay từ khi nhận đó thì mình có trao đổi với anh Thắng và với Vân Anh, bạn manager, là mình yêu cầu là tất cả diễn viên phải dành thời gian tiền kỳ tập với mình. Ngày đầu tiên mình gặp đó thì có nói với các bạn là chị không có phân loại là web drama, phim điện ảnh hay phim truyền hình. Chị chỉ có hai loại phim thôi, phim hay và phim dở. Cảm ơn chị Linh Lan. Cho nên là các bạn đã mất khoảng 8 buổi để tập hết tất cả các cảnh trong phim. Và khi các bạn vào set là các bạn biết các bạn phải diễn cái gì không? Cảm ơn chị. Nhân vật Khang ở trong phim Đừng Làm Bạn Nữa thì trước hôm quay thì em có nhận kịch bản, thì em đọc kịch bản xong thì em cũng nghĩ là thằng này nó cũng hơi hèn,
Và khi vào trong phim thì em không biết là em lại hèn đến thế, hèn hơn, còn bảo là bị mén nữa. Thì khi là lên set thì em cũng nhận được sự trợ giúp của chị đạo diễn cũng như là tất cả mọi người trong ekip. Thì em nghĩ rằng là em cũng đã, không biết là chị Linh Lan đã thấy em hoàn thành tốt cái vai chưa? Tại vì thiệt ra là cái phong hát Son là nó sang từ bên trong rồi. Mày quá. Mà lúc mà chị biết thì chị nghĩ này nó phải chỗ ghê dữ lắm. Thì nói chung là Jason nó hoàn thành tốt cái vai, còn cái cốt cách của mình thì sao mà nó chỗ ghê được. Dạ thôi, ok, cảm ơn chị. Và em mong rằng bộ phim sẽ thật là thành công ạ. Cảm ơn mọi người. Thật ra thì cái hôm mà em nhận cái vai bạn trai cũ của Hansara, thật ra cũng chả có tên, không biết tên mà cũng không biết là cái bản là như thế nào luôn. Chỉ có là chị Ninh Lam bảo là ok, đúng ngày hôm nay em lên em quay cho chị nhá. Nhưng mà lên xong không chả biết là quay cái gì, chả biết là đóng vai nào. Đó, chỉ biết là một trong những bạn trai cũ của Hansara nhưng mà chả biết là phải làm gì cả. Hôm đấy kiểu cũng rất là hồi hộp luôn, lên đợi xong rồi thấy Jason quay xong rồi tới em xong tới Phúc thì chị Linh Lan mới bảo là bây giờ em sẽ đóng một cái vai gọi là một chàng trai mít đức, có nghĩa là bồ cũ bị Hansara đá xong rồi kiểu khóc nên nó kiểu ấy đó, thế thôi. Và thật ra thì em làm việc với cả chị Linh Lan cũng qua rất là nhiều bộ phim. Nói hai bạn diễn dễ hơn thì chị nói em diễn đó nha. Ý là với Tùng với lại Hansara lúc mà có thể là em coi phim thấy tốt hơn những gì em tưởng tượng. Đó là bởi vì cái thời gian phim này chị có được 8 ngày để chị tập với các bạn. Thì có thể là Hansara với Tùng có được cái là rất là thông minh. Tức là tuy mình chưa có học diễn xuất gì hết, nhưng mà khi mà chị chỉ là cái mấu chốt của cái vai diễn này như thế nào, cái câu thoại này, cái ý nghĩa bên dưới nó là cái gì thì các bạn đều đã nắm bắt và làm rất là tốt. Và các bạn có cả những cái tờ giấy để mà ghi chi tiết luôn. Thì gần như là biết vậy em giữ lại ghi chi tiết là giống như là cảm xúc bắt đầu cảnh, cảm xúc kết thúc cảnh. Cho nên là nếu mà gọi là khó khăn thì có thể là mình nghĩ là đây là ca sĩ, đây là rapper thôi. Nhưng mà nếu mà mình có một cái thời gian tiền kỳ tốt thì các bạn vẫn có thể diễn tốt như là diễn viên. Nếu có năng khiếu nha, còn không năng khiếu thì thôi, không có thành. Rồi, cảm ơn chị. Thật ra thì em cũng luôn luôn nói với Tùng là khi mà đã làm việc với cả chị Linh Lan rồi á, chả cần phải lo lắng gì đâu. Chị Linh Lan sẽ là người gọi là đẩy cái khả năng diễn xuất của hai em lên rất là nhiều. Đó, cho nên là hãy ôm chị Linh Lan một cái đi nào mọi người ơi. Rồi, cảm ơn. Rồi, và chia sẻ. Và không biết là có anh chị nào chúng ta có câu hỏi muốn đặt ra cho ekip của bộ phim không ạ?